Mở đầu video em xin đọc qua một cái đoạn thơ mà em tâm đắc trong bài trong bộ phim Tây Du Ký, nhưng mà nói chung là ý nghĩa của nó cũng cũng tác động đến cái câu chuyện mà em sắp kể. Đó là: gặp nhau rồi thật khó lìa xa, bao tâm sự còn đang dang dở. Tình ta mênh mông tựa biển trời, nhưng chí chàng càng rộng lớn hơn. Kiếp này đôi ta không duyên phận, đành lặng lẽ chúc chàng bình an. Đã mấy lần trăng tròn trăng khuyết, ta ra đi để lại vấn vương. Đó là một cái lời thoại trong bộ phim Tây Du Ký mà thể hiện cái tình cảm của người đàn ông cho một người thiếu nữ. Nhưng mà anh ta phải vì một cái việc lớn nào đó mà anh ta phải đi thời điểm đó để làm một sứ mệnh hay nhiệm vụ nào đó, nên đành phải chia xa cô gái một thời gian gấp rút trong cái thời điểm đó luôn. Nhưng mà sau này anh ta lại tìm lại cô gái và nên vợ nên chồng đó. Trong cái cuộc đời người lính cũng vậy anh em à. Có những mối tình trải qua trong chốc lát thôi, nhưng mà nó lại ghi dấu ấn trong cuộc đời ta khá nhiều. Rồi những khoảnh khắc trong giây lát nào đó cũng không dài, nhưng mà nó lại đơm hoa kết trái cho một cái đám cưới cực kỳ hạnh phúc đó. Trong lúc chúng em hành quân thì hành quân ở ngoài là sẽ tiếp xúc với nhà dân và sẽ ngủ nhờ nhà dân, giống như các anh hùng liệt sĩ ngày xưa đã đi chiến đấu chống bọn giặc ngoài xâm, thì cũng có sự hỗ trợ của nhân dân, vì nhân dân, nói chung sự đồng lòng của toàn dân để đánh đuổi kẻ thù. Chúng em hành quân từ 1 giờ tới 6 giờ sáng là chúng em sẽ tới nơi. Tới nơi là cán bộ sẽ vào nói chuyện với nhà dân và xin phép dân cho chúng con tá túc lại một đêm đó, và hôm sau chúng con lại lên đường tới một chặng hành trình mới, và chúng con sẽ tá túc lại nữa một nhà dân khác đó. Nói chung là đi tới đâu thì người dân cũng quý bộ đội, tại bộ đội chiến đấu hy sinh anh dũng từ xưa đến giờ, mang vẻ đẹp của quân đội, nên đi tới đâu ai cũng quý, ai cũng thương. Vào nói chuyện có vài câu là người ta cho liền anh em đó. Sau khi vào nhà dân thì gia đình người ta thì vẫn sinh hoạt bình thường thôi. Người ta tại vì đó là cái việc đột xuất mà chứ đâu có sự sắp xếp gì đâu, kiểu như là mình hành quân giống hồi xưa vậy đó. Hồi xưa là nhờ sự hỗ trợ của nhân dân, và rất cảm ơn các người dân hồi xưa đã hỗ trợ các chiến sĩ và cưu mang các chiến sĩ. Mình còn nhớ những cái câu chuyện hồi xưa mà coi như là những cái người Việt, phụ nữ Việt, bà mẹ Việt Nam anh hùng á, là những người chiến sĩ là gọi bằng má bằng mẹ rất là thân thương đó. Nên tới trong cái hoàn cảnh mà chúng tôi đi hành quân thì cũng vậy, cũng tự tự như hồi xưa, nhưng mà nói chung cũng không bằng hồi xưa, tại vì hồi xưa là thời chiến, còn nay là thời bình. Vào đó thì người dân cũng người ta vẫn đang sinh hoạt rất là bình thường, thì cũng có những thành viên trong gia đình cũng có cha, có mẹ, có anh, có chị, có em, có con gái, cũng có con trai, tất cả đâu có sự sắp xếp nào đâu. Giống như là mình hành quân tới chúng mình hành quân tới nhà của một bạn nào đó ở ngoài đi, thì cũng đâu có sự sắp xếp nào đâu. Rồi vào xin ngủ cho chúng con tá túc đây một đêm, và sáng mai con lại tiếp tục cuộc hành trình. Tại vì cuộc hành quân sẽ qua nhiều chặng, chứ đâu phải là một chặng là xong. Nếu một chặng là xong thì
những người chiến sĩ ngày xưa đâu phải hành quân từ, nói chung là từ miền Bắc tới tận tới ra miền Nam, có thể di chuyển bằng xe và có thể di chuyển bằng đường bộ. Những cái tuyến đường nào có thể di chuyển bằng xe được thì chúng ta di chuyển bằng xe, còn tuyến đường nào di chuyển bằng đường bộ và tránh quân địch thì chúng ta sẽ áp dụng di chuyển bằng đường bộ, chứ đâu phải là lúc nào cũng di chuyển bằng xe được. Đó, di chuyển nói chung là từ từ ngoài, giống như hồi xưa là di chuyển từ ngoài Bắc vào miền Nam, miền Nam để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đó nên chúng em cũng vậy, hành quân theo từng chặng và ở nhà dân, và có thời gian chúng em nghỉ từ 6 giờ sáng cho tới, nói chung ở nhà dân từ từ 6 giờ sáng cho tới tới khoảng 1 giờ khuya, và chúng em tiếp tục cuộc hành quân vào lúc 1 giờ và bắt đầu tới 5-6 giờ sáng. Đó, có một điều thú vị là trong lúc công tác dân vận trong lúc thời gian chúng em tá túc tại nhà dân, và chúng em có một số hỗ trợ giúp đỡ nhân dân trong công tác, các cán bộ sẽ bố trí các công tác trong cho chúng em, như là đi dọn cỏ ven đường hay là dọn giúp đỡ nhà dân gì đó. Trong lúc đó thì cũng có tiếp xúc với rất nhiều các anh chị, có người lớn và cũng có người nhỏ, thì nhiều cũng có những cô gái đoàn thanh niên và những cô gái người dân ở đó. Thì trong lúc đó thì cũng là con người với nhau, thì trong lúc bộ đội thì vẫn giữ là tinh thần bộ đội, nhưng mà trong lúc mình tiếp xúc dân vận đó, có nhiều anh em đã nảy sinh tình cảm với những cô gái đó. Đó, và sau khi nói chuyện qua lại trong một khoảng thời gian nào đó thôi, cũng giống như cái bài thơ em đọc rồi đó, là bao tâm sự còn đang dang dở, tình ta mênh mông tựa biển trời, nhưng chí chàng càng rộng lớn hơn, kiếp này đôi ta không duyên phận, đành lặng lẽ chúc chàng bình an. Đó, như trong cái lời đó, gặp trong khoảng thời gian rất là ngắn ngủi nhưng mà cũng sẽ có tình cảm với nhau, có sự giúp đỡ cho nhau trong lúc công tác, và sau này cái đồng chí đó ra quân cũng có nhiều, nói chung là trường hợp này em gặp nhiều rồi. Ra quân là nói chung là trong lúc đó chúng ta sẽ giữ liên lạc bằng cô gái đó sẽ ghi cho chàng trai số điện thoại và trên giấy, và bỏ và gửi cho đồng chí để sau này lúc vào đơn vị á, là sẽ được bố trí cho các chiến sĩ gọi về nhà, thì chiến sĩ đó lại đã liên lạc với cô gái, trong lúc gọi điện cho gia đình đã liên lạc với cô gái, và hàng ngày và hàng tuần cô gái đó đã lên thăm chiến sĩ đó, và mối quan hệ từ từ bắt đầu. Nói chung là trong quá trình cuối tuần là chiến sĩ đó lấy số điện thoại cô gái này về, xong rồi vào đơn vị có gọi điện hỏi thăm, và sau đó hàng tuần thì có làm quen, nên cô gái này đã lên thăm chiến sĩ và đi với người nhà của chiến sĩ đó lên thăm chiến sĩ đó. Đó, xong rồi trong lúc lên thăm thì có nói chuyện trao đổi với nhau, dần thì có tình cảm, giữ lời hẹn ước của chàng trai và cô gái thì ra quân, hai người đã tổ chức một cái đám cưới, và có mời các cán bộ chiến sĩ và cùng cái gia đình mà những cái gia đình mà gần ở nhà cái cô gái đó đi dự một cái lễ rất là hoành tráng. Đó, nói chung đi lính cũng có nhiều chuyện vui đúng không anh em. Đó, sau khi ra quân thì hai người đã hạnh phúc bên nhau và có một cái đám cưới thật là tuyệt vời.
đó, trong lúc mình đi làm những cái công việc mà cống hiến cho đất nước thì lại có một cái duyên nào đó đã đưa mình tới một cái bến đỗ mới là gia đình, là gia đình mang trong mình tình tình yêu đất nước, và cô gái đó cũng yêu màu xanh áo lính, cũng cô gái đó cũng cực kỳ yêu bộ đội, cực kỳ thích bộ đội, mang 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 niềm yêu mến người chị người bộ đội, và hai người đã tiến tới với nhau và sau này có một cuộc sống hạnh phúc. Nói vậy chứ đi bộ đội nhiều cái lợi đúng không anh em? Nhiều cái lợi mà. Đi đi 2 năm mà về là có vợ luôn. Tuyệt vời. Năm 2023 chúc các chiến sĩ 2K4 lên đường nhập ngũ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.